Hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với tân OMG Bạc Quỷ S61 và mình là Minh Anh. Mình làm clip nói chung là mới dấn thân vào cái YouTube này thì cũng rất mong được sự ủng hộ của anh em. Anh em đi qua thì để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vâng, và không lan man nữa, hôm nay mình làm video là sẽ khui cho anh em, khui tất cả cho anh em luôn. Sau một thời gian nhịn ỉa, nhịn táo bón luôn anh em ạ, thì hôm nay mình đã được đến đến lúc bung lụa. Rồi, mua mấy cái này. Tổng của mình là bây giờ là có 105 vé anh em nhé. 106 này. Làm nhiệm vụ nốt cho 100 điểm mình lấy một cái thẻ nữa. Khui kim rồi thì khui phe các thứ hôm nay là làm hết luôn. Thì nhà mình có hơi ồn, anh em thông cảm nha. Phát này mở phát này nếu mà nhân phẩm ok thì bác nào mà có tích góp được thẻ các thứ muốn quay làm video thì có thể inbox cho mình qua Zalo 0374765949 nha anh em nha. Rồi ok, làm nhanh nhiệm vụ để được 100 điểm. Làm nhanh nhiệm vụ được 100 điểm để nhận cái kia xong là bịch luôn anh em ạ. Thì mình sẽ đổi nước trước cho mình sẽ đổi đồ sắc quỷ trước. Bây giờ mình đang ở quần. Đồ sắc quỷ trước. Phê lắm anh em ạ. Lâu lắm mới đợi được đến ngày hôm nay. Múc thôi anh em ạ. Đợi mãi. Nhịn nữa là khéo là khỏi ở luôn. Tụt cảm xúc luôn, tụt huyết áp luôn anh em ạ. Giờ tích tích góp như vậy là đủ rồi. Vào tầm 3 tuần lễ đấy anh em ạ. 3-4 tuần đấy, đừng có đùa. Ok anh em, 100 điểm. Ngon. Ok, vậy là mình đổi nước trước nha. Ok, mất một K5. Thì mình sẽ đổi cho này, mình sẽ chơi ok. Ok, chuyển luôn. Đó thì là sẽ trường hợp này, Tào Tháo này, Hầu Đôn thì đổi sang Tuấn Úc đi, Quách Gia thì đổi sang Trương Xuân Hoa đi, ok, Thái Văn Cơ, ok anh em ơi, ngon. Tuấn Úc của mình bây giờ mình sẽ ok anh em, sang đây là 7 lên 7 triệu luôn. Thì nó có một chút thay đổi nhưng mà nói chung là cũng không 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 ảnh hưởng lắm. Rồi, bắt đầu mình vào khui nha anh em nha. Anh em có thể inbox qua Zalo 0374765949 của mình để làm cái clip quay tướng nhân phẩm nha anh em nha. Ok anh em, và bắt đầu. À, trước tiên mình quay tủ bảo bồn trước nha. Bịch cái tủ bảo bồn ở trước này anh em ơi. Trước tiên là mình có 1.651 vé. Lâu lắm rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm luôn cả quay tướng, quay phe các thứ, quay kim. Làm chung một cái clip luôn. Ok, quay 10 lần trước nha anh em nha. Rồi, được một mảnh với lại một cái kim thứ chất 16 cũng ok anh em ạ. Một mảnh mũ càn ảnh. Quay tiếp lần nữa. Thì tỷ lệ của nó ra rất chi là thấp anh em ơi, ra trong bị đỏ rất chi là thấp, có 0,23% thôi. Ok, được một cái 15. Bịch tiếp anh em ơi, đang máu. Thế là mình được 3 lần nữa. Ôi không có gì rồi, một cái 15. Mình được hai lần, 10 lần, 20 lần nữa thôi. Ra không? Ui giời, không ra cái gì. Mình tưởng trang bị đỏ cơ, hốc hết. Phát nữa nha anh em. Bụp luôn. Thôi, không được gì rồi, được hai cái 15. Ok anh em. Thế là mình quay được vào 60 lần.
61 lần. Vừa zin luôn, dư một cái này cũng không quan trọng lắm. Ok anh em, 15 mảnh trang bị 30. Rồi. Test nhân phẩm thì ok rồi. Để xem nào. Mình sẽ phải mồi chài cho anh em, quay tướng phải mồi chài chứ. Nhà mình hơi ồn anh em thông cảm nha. Đó thì hôm nay là mình có 106 cái vé quay kim này, với lại 52 vé danh tướng, với 219 vé chiêu mộ. Thì hôm nay mình sẽ đi mình quay cho anh em nha. Trước tiên mình vào điểm tướng đài mình tối ưu trước đã. 16 thì mình sẽ bỏ con đôn ra, mình cho con quân Úc vào. Bỏ con điện vi cho con hứa chữ vào. Tại vì về sau thì hứa chữ nó vẫn ok hơn mà anh em. Đây là trường hợp với lại Trương Xuân Hoa đi. Phải không ta? Mình mới chuyển sang, chưa có nhớ cái hình ấy của nó nữa. Trương Xuân Hoa. Ok. Ngon. Ok anh em. Trường hợp mấy con đấy ok rồi đấy. Duyên thì mã siêu à, thái sự từ à. Xem bên tướng còn thiếu cái gì nữa. Tiền phong thiếu mã siêu, thích khách thiếu thái sử từ, lưu thực mã siêu kia rồi. Lưu thực với vũ cát đi, hay hoa đà đi. Ok anh em, và bắt đầu nha. Ok. Dùn quá anh em ạ, chiêu mộ luôn. Bịch mấy cái này trước vậy. Mấy cái này thì nó cũng chẳng có gì đâu anh em ơi. Được mấy cái mảnh linh tinh thôi. Dùn quá, dùn quá. 52 mảnh. Bích trước. Pew. Xem nó có ra gì không. Rồi xong, một đỏ một cam. Nè, tương lai là cũng thấy mờ mịt lắm anh em ạ. Tiểu Kiều. Mình sẽ zone từng cái một. Xem có ra không. Ô ra này, công tôn toán. Thế là hốc hết rồi, công tôn toán này là hốc hết rồi. Hốc bằng sạch. 10 lần tiếp. Ba đỏ. Ba đỏ. Cam rồi. À, một đỏ. Đấy mình bảo mà tương lai nó cũng mờ mịt lắm anh em ạ. Khương Duy Thục. Mình làm 10 phát nữa đi. 11 11 anh em ạ. Rồi ra một đỏ. Nó hơi láng anh em thông cảm nha. Rồi xong tôn quyền. Múc hết luôn cái này. Láng 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 này ra cái gì đây. Hai đỏ ngon. Từ nãy giờ toàn ra đỏ thôi. Đến lúc vào toàn ra ngô này. Đến lúc mà vào cái kim tướng kia mà lại thôi, cho cam bỏ qua luôn. Em láng quá anh em ạ. Giật 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 giật. Ok. Mình bỏ mấy con này vào để trợ ra con nào. Toàn ra lỗ túc với tôn quyền vớ vẩn. Khương Duy các thứ. Thôi thôi anh em, bắt đầu vào khui cái này. Ngụy thì mình có, mình mua thêm một vé nữa nha. Ok. Là 220. Thục mình có 22. Thì tổng của mình thì cũng nhiều phết anh em ạ. Nhịn ỉa nhịn táo bón luôn. Nãy nãy là 50 nãy là 50 52 52 mà nhân với 2k8.
thì nó vào 2K8 10 cái thì nó vào hơn 10k, vào 14k, 14.000 KNB với lại 220 cái này. Đó, đó thì nông dân thì tích góp vào thì là hôm nay bắt đầu xóa anh em ạ. Quay phe trước nha. Quần trước đi, rút 10 cái đi. Xem nó có ra cái con lưu thực không. Rồi, hai đỏ ngon 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 ngon. Mở đầu thấy hai đỏ này là ngon rồi. Trần cung lưu thực luôn, một viên thiệu. Phát nữa đi. Hơi lắng anh em thông cảm nha. Thành tựu 45 tướng đỏ. Bên này một tướng. Cho lưu thực á. Lưu thực. Ui, ngô mình có 18 vé. Ok, rút 10 luôn xem nó ra cái thái sử tử không? Thái sử tử không? Chui ra cam. Giòn từng cái một. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Ngon 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 ngon. Ui giời ơi, ngon ngon ngon. Đấy, cái lợi thế của điểm tướng đài đây anh em ạ. Lợi thế của điểm tướng đài là ra cái những con tướng mình đặt vào á. Ok anh em. Thôi còn ba cái mình bịch nốt. Xem duyên ở con quan ở con Triệu Vân nó xem duyên ở con Triệu Vân nó có thái sử tử không? Không có nhưng mà có ấy. Không có nhưng mà có mã siêu. Không có nhưng có mã siêu. Ok. Bây giờ mình sẽ vào mình quay thục nhỉ. Úc luôn. Úc luôn. Mã siêu ơi, mã siêu ơi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Hai đỏ đâu rồi? Đây 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 mã siêu đây rồi. Mã lương. Lại 10 lần nữa. Mã lương chứ không phải mã siêu. Cái gì đây? Cái gì đây? Mã siêu của tôi, mã siêu của tôi. Mã siêu của tôi. Quần ngân bình. Tiếc quá anh em ơi. Lại viên thiệu cái gì đây? Không ra được mã siêu rồi, không kích được duyên kia rồi. Thôi, bây bắt đầu mình sẽ quay đến cái ngụy này nha anh em nha. Thì mình sẽ ra mình bỏ con ở trên trận ra. Bỏ con trường hợp này ra. Ok anh em, mình sẽ bỏ con trường hợp này ra nha. Mình sẽ nhét trường hợp ở đây rồi nha. Bắt đầu mình quay nha anh em nha. Múc luôn 220 vé. 220 vé này anh em ạ. Mình sẽ quay nhấp nhả giữa quay cái này với lại quay Triệu Vân nha. 10 vé đầu tiên này. Vạn sự khởi đầu nan hai đỏ. Úi rồi ôi hốc hết. Trường hợp đầu tiên thì Tào Tháo cũng được. Úi dồi, ngon trường hợp này. Tôn úc của mình 7 sao rồi. Tôn úc 7 sao rồi anh em ơi. Bỏ cả tôn úc ra nha. Ngon đấy anh em ạ. Được đấy, được. Anh em cứ theo cái mẹo này nha. Của mình 7 sao nhưng mình vẫn cứ bỏ ra. Đấy, mình cho tiểu đào vào. Đó. Ngon. Thế anh em nào mà có cái nhu cầu mà quay tướng nhân phẩm các thứ thì có thể nhắn tin qua Zalo cho mình nha, 0374765949 nha anh em. Mình sẽ làm clip vui vẻ cho anh em. Hoàn toàn free luôn. Và cũng mong anh em đi qua thì để lại cho mình một like, một đợt đăng ký ủng hộ mình nha. Ok anh em, bye bạn. Quên 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 quên. Hai đỏ. Tuân Tuân Tuân. Bố ơi, bố Tháo ơi, bố độ con ghê quá. Phát nữa nha anh em. Phát này mà không được mình sẽ ra mình một đỏ. Rồi. Bây giờ mình sẽ ra mình quay kim. Úi giời, hạ hầu đôn. Sao lại hạ hầu đôn? Trời ơi. Ôi, ok, mình ra mình quay kim luôn. Nhấp nhả giữa kim tướng và ấy nha. Kim tướng và một trò mình có 106 vé. Mình sẽ quay 6 6 lần 6 vé trước nha. Ba mảnh ngon. Ok anh em, ba mảnh rồi. Cái gì ở đây? Ôi giời. Mình sẽ quay 6 cái này trước. Bốn mảnh này, úi giời ơi ngon.
Có thể có cái cơ hội đỏ đây anh em, hai mảnh nữa này. Ngon, hai mảnh nữa. 5 mảnh nhé, 5 5 5 5. Úi giời ơi. Mình sẽ quay 10 lần nha anh em nha. Nói chung là lần đầu mình quay này cho nên là cũng hơi hồi hộp tí anh em ơi. Nói có gì không chuẩn anh em thông cảm nha. Quay mười mấy mảnh đấy. 7 mảnh. Hai cái 15, ba cái 15. 7 mảnh tướng. Vân ơi là Vân, độ đi Vân ơi. 5 6 7 8 10 mảnh, một cái 15. Vân ơi là Vân, mày không độ tao, Vân ơi. Mình ra mình quay phe tiếp. Ok, còn 190 cái nữa. Trường hợp tôn úc của tôi đâu? Hai đỏ tiếp. Ok anh em. Sướng quá, sướng quá. Điển Vi. Hạ Hầu Yên. Thôi Điển Vi cũng được. Nâng sao lên. Vẫn ra hai đỏ này thì mình chưa vào khi mình quay được. Thôi rồi một đỏ, ok, một đỏ cũng được. Trường hợp thì hốc hết. Tuấn Úc đây rồi, Tuấn Úc ơi, Tuấn Úc đây rồi, Tuấn Úc ơi, ngon. Cho Tuấn Úc lên 10 sao luôn. Hồi ra quay cái kia. Anh em ạ, hồi hộp quá. Triệu Vân đây rồi, Triệu Vân ơi, Triệu Vân ơi, mười mấy mảnh đây, mười mấy mảnh đây, năm 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mảnh. Úi dồi, ôi thôi mình xin kiểu ảnh nha anh em nha. Ngon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 15 là mười mấy, 16 mảnh. Xùn quá anh em ơi. Bao nhiêu đây? 10, 12, 3. Úi dồi, ôi. 10 này, 2 là 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mảnh. Xin kiểu ảnh nữa. Úi giời ơi, ngon. Ngon, 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 ngon anh em ơi. Anh em ơi, anh em ơi. Úi giời, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thôi, mình lại không chơi nữa. nhấp nhả cho vui anh em ơi. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. 10 lần luôn. Mình chỉ ngon 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 thôi, bước 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 cái này luôn, bước cái này luôn, không quay cái này nữa, ra quay kim, quay kim anh em ơi. 10 lần, 20 mấy mảnh của tôi đây, hai mấy mảnh. 5 6 7 9 10 12 14 16 17 mảnh. Phát nữa. Nó phải vàng khè hết cả lũ cơ. 5 6 7 8 9 10 11 12. Mình còn 30 vé nữa. Ok anh em quay cái này đi. Nó thì mình cũng mới dấn thân vào cái này thôi. Hôm nay làm clip này là clip mà mình đã nhịn đỉa nhịn đến táo bón luôn cả tháng trời đây anh em ạ. Thái Văn Cơ cũng cũng được. Đó thì cũng mong anh em đi qua thì ủng hộ cho mình nha. Thôi, cam này mình nhìn thấy cam mình đã chán này. Bỏ qua luôn cho nhanh. Đó thì hôm nay quay mới được mấy con úc đây, mấy con trường hợp. Ba đỏ, ui giời ơi, ngon. Ba đỏ và những tướng mình cần thì hốc hết. Trần Cơ không cần, Tào Nhân không cần, Tào Tháo thì cũng tạm được. Ba con thứ nhất 15. Rồi xong. Nhìn thấy đỏ à, nhìn thấy cam là đã chán rồi. Nói chung là hôm nay nhân phẩm mình cũng khá ok đấy anh em ạ. Nãy giờ quay toàn tướng đỏ thôi nhưng mà được có mấy con là mình cần này. Lại chân cơ. Mình ra mình quay kim. Thì mình được 106 mảnh rồi. Mới nhận cái kia là cũng đủ một con ở đây anh em. Còn thừa 30 vé nữa. Quay luôn. Thì quay cái này nó có nó hoàn toàn là mảnh thôi nha anh em nha, không có tỷ lệ ra một nguyên một con đâu. 5 6 7 8 9 10 11 12. Mình quay toàn được hai mấy à 10 16 đến 18 mảnh này. Đấy, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 một con miếng là một viên kia. Đó thì là hết rồi. Thì hôm nay mình quay được 106 lần. Ok anh em mình nhận cái này nha. Ok. Tôi nhận bốc 100 lần luôn. Thì nông dân thì mình sẽ tích như vậy. Đó thì
anh em nông dân thì cũng có thể tích như vậy nha. Tích thì nói chung là giai đoạn đầu thì hơi thọt một tí, anh em có thể chịu khó. Thế nhưng mà cái lúc mà mình quay á, thì mình có nhiều cảm xúc hơn anh em ạ. Bây giờ đến quay phe. Ui giời, hơi xui, anh em thông cảm nha, hơi xui. Bỏ qua. Ngon, một đỏ. Trời ơi, ra Tào Tháo hôm nay lắm thế, này lắm Tào Tháo thế. Mình quay hết chỗ này luôn. Lại hai cam. Còn 80 thẻ nữa anh em ơi, còn 80 lần quay nữa. Hai đỏ. Ok rồi anh em. Quách ra nữa. Tuần úc nữa hai con rồi anh em ơi. Thôi, mình sẽ ra mình đào. Đào bão phát xem nó có được cái gì không. Đâu ta? Ở đây 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 đây. 300 KNB. Cũng tạm ok anh em ạ. Rút 10 lần. Trời cảm. Sao về sau mình xui thế nhỉ? Bỏ qua một lần đi. Lại Tào Tháo. Mình còn 50 lần quay nữa nha anh em nha. Tuấn Úc nữa đi. Tuấn Úc nữa đi. Một đỏ. Hứa chữ cũng được. Hứa chữ cũng được. Triệu Vân tanh thay rồi mà. Mình chỉ ăn năm cái là. Ui, lại ba đỏ này anh em ơi. Nhưng mà không biết nó là cái gì thôi. Trường hợp hạ. Hôm nay anh tháo độ hơi nhiều nha. Hôm nay anh tháo độ hơi nhiều nha. Anh tháo độ hơi nhiều nha. Anh tháo nha. Tháo ma lem nha. Có khi mình đổi tên nhân vật để mình sang Tào Tháo cũng nên đấy. Hợp thì ok rồi này. Nãy giờ chưa được một con Trương Xuân Hoa nào anh em ạ. Thái Văn Cơ được mấy con này. Tuấn Úc được hai con. Đây là hai đỏ nữa này. Quách gia Tào Nhân nữa. 10 lần nữa thôi anh em ơi, xem được cái gì không nào. Úi rồi ôi, một đỏ. Tuấn Úc thì ốc hết, cho lên 8 sao luôn. Tiện vi thôi ok, nói chung là cũng tạm tạm được. Thái sử từ mình ra rồi, thôi mình mua mã siêu đi. Tào Tháo à, Tào Tháo không biết có nên mua không ta. 500 mảnh thôi, từ từ ạ. Mình bắt đầu mình sẽ lắp vào nha. À đi thì mình có 106 vé, 106 vé thì 106 vé thì mình quay được được 172 cái mảnh mảnh này thì là vào 142 mảnh. 106 vé thì mình quay được 142 mảnh. Trừ 30 mảnh nhận ở cái này đi, ở cái tích lũy này đi thì là mình quay được 142 mảnh. Nói chung là cũng không phải là đỏ lắm anh em ạ. Chiêu mộ luôn. Ngon 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 Triệu Vân. Ni hảo Triệu Vân, ni hảo ni hảo. Chào mừng mày về với đội của anh nha. Thái Văn Cơ. Xem nào, từ từ nha. Ok. Chân cơ. Ok, cái này mình chưa có sợi vào 80 ta. Thái Văn Cơ. Hồi máu thì cũng từ từ mình cho cái con trường hợp này vào đã. Ok anh em. Mình sẽ nâng con Triệu Vân lên lên level đã. Chứ từ từ tăng sao. Ok, duyên thì cũng chưa kích này, duyên thì vẫn thiếu cái của cái con mã siêu nha. Phí quá.
Mã siêu chưa có, không thể kích được hết. Xem mã siêu mình có bao nhiêu mạnh rồi. Mã siêu mình có 37 mạnh, toàn quá. Hơi ổn em thông cảm nha. Đó, trường hợp tạm thời mình tháo cái đồ bộ này ra. Cho trường hợp đeo. Tạm thời là như vậy anh em nha. Rồi vào đồ giám kích hoạt. Thái sự từ. Ok anh em. Vào võ anh điện. Ok nha. Tạm thời là như vậy đã. Bắt đầu mình tăng cấp xuyên. Tăng cho con bên trước này. Tăng sao con này trước này. Lên 7 sao, ok. Tào Tháo mình tăng sao luôn. Chắc lên là 7 sao anh em ạ. Hôm nay anh sao? Anh Tháo độ nhiều quá. Rồi xong không lên được luôn. Tăng sao thì mình sẽ tăng lên nha. Một sao luôn anh em ơi. Triệu Vân một sao luôn anh em ơi. Cũng khá là ok. Kỹ năng Duyên mình sẽ kích lên nha. Thiếu một con mã siêu anh em. Từ mai mình sẽ phải khuyên mã siêu mới được. Thiếu con mã siêu nó thiếu duyên nhiều quá. Thiếu mất hai cái. Phí quá. Thôi cứ từ từ anh em ơi. Tuấn Úc này. Tăng sao lên được không? 8864 không được. Kích hoạt ngon. Mình cứ nâng hết lên. Tăng sao hết lên xem nó lên được bao nhiêu. Thôi tí ra kích đồ giám đấy anh em ạ. Cũng ngon. Công tôn toản này thì ra nhiều quá. Mấy con cam này ra nhiều quá. Tí nó kích đồ giám tăng được nhiều phết anh em ạ. Ngon. Kích đồ giám cái đội hình này thì cũng hốc hết. Ngon. Lên luôn, đủ lên 6 sao luôn. Kích hoạt thần binh luôn. Thằng hỗ trợ lên được 4 sao. Khương Duy lên 1 sao. Tôn Quyền
kích hết lên để tí kích đồ giám anh em ạ. Nói chung là mình hôm nay mình mở đấy, khui 4 triệu vân về. Sức em nó về tăng được 1 sao, ok, ngon. Xem tí mình thử đi. Mấy con này thì cứ nâng lên cho vui thôi. Quách xa lên 6 sao luôn. Không lên điên thế nhỉ? Không lên là 6 sao, con này lên được không? Con này cũng không lên được. Hạ đôn thì chắc là lên. Cũng không lên. Thái Vân Cơ ra được một con, Trần Cơ ra mấy con lận, nhiều kinh khủng, 6 sao rồi còn ra nữa. Đấy, nhất là cái bố này này, bố hoàng cái này này, bố ấy bắn liên thanh luôn. Đó, ok anh em, nhìn ok phết chứ nhỉ. Ủa cái gì vậy? Sao lại set này? Tí mình mới đổi sao? Ok anh em. Tăng cấp duyên lên nữa à. Ngon. Tăng khá khá lực chiến luôn đấy. Ngon. Ngon. Xem còn chỗ nào tăng nữa không. Ngon, Tuấn Úc. Tuấn Úc của mình 7 sao. Đội hình coi như là cũng ok chứ anh em nhỉ. Triệu Vân là 1, triệu 2. Thì căn bản là Triệu Vân nó thiếu ấy mà anh em, nó thiếu cái duyên á. Thiếu hai cái điểm duyên kia. Tối mất ấy mất nhiều quá. Mình sẽ phải kiếm con mã siêu mới được. Tí phải giòn ra con mã siêu mới được. Úi giời ơi. 7 sao luôn. Úi giời ơi. Không nỡ bỏ anh em ơi, cái con trường hợp không nỡ bỏ. Đi map mà yếu quá thì mình sẽ cho con Thái Văn Cơ vào cho nó búp thôi. Đấy gọi là thay đổi thôi chứ còn mình không có nỡ bỏ. Ok anh em lên được. Cái này của quá kinh khủng. Mình sẽ xếp đội hình thế nào đây? Thế này ha. Mình lên được hôm nay mình lên được nhiều phết đấy. 7 củ luôn.
Đó thì video của mình cũng kết thúc ở đây. Anh em đi qua thấy hay thì like rồi thì góp ý dưới bình luận cho mình để mình hoàn thiện hơn nha. Và nhớ đừng quên đăng ký ủng hộ mình nha. Bye bye anh em, bye bye. Sướng quá.